Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đến nhà của em Danh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Thì mai thì mai giảo hạt Thủ Đức nha quý vị. Đây là một trong những cây mai giảo hạt Thủ Đức ở phía trước nhà đây quý vị ơi. À, ha, bông trổ rất là đẹp ha. Đây cũng vậy ha. À, đây cũng có cái bông ha. Rồi tay cành ở dưới cũng quá xáo luôn quý vị ơi. À, anh chào Danh. Dạ, chào anh Tấn. Dạ, chào quý cô chú anh chị trên kênh Mai Vàng Quay Dừa. Dạ, thì hôm nay bên nhà em có về được khoảng 20 mấy cây mai giảo hạt Thủ Đức. Mong quý cô chú anh chị xem clip và ủng hộ em. Dạ, địa chỉ của em là ấp 6 xã Bình Tây, huyện Bến Tre. Còn phần ship thì bên em báo ship toàn quốc anh Tấn. Rồi, báo ship toàn quốc nha quý vị. Thì trong quá trình xem mà quý vị thấy thích cây nào thì cái alo mình dặn alo trực tiếp cho Danh ha. Thì số điện thoại của Danh thì mình để trên tiêu đề nha quý vị. Rồi mình vào cây đầu tiên của clip là mã số 1 nha quý vị ơi. Rồi chiều cao của em mã số 1 này nó cao tầm khoảng 1m6 đến 1m7 nha quý vị. À. Rồi tay cành cũng quá xá đây ha. Rồi cho cái hoành em nói luôn. Rồi hoành 23 ha. Rồi cái này mình giao luôn nhiêu đây Danh? Dạ, mã số 1 em giao luôn đó, giá 1.3 anh. Rồi 1.3 bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số 2 quý vị ơi. Rồi mã số 2 cao tầm 1m5 nha quý vị. Tàn thông đẹp ha. Rồi tay cành. Tay cành chia cũng đều luôn ha. À, tay cành chia đều. Rồi cho cái hoành em nói luôn. Cho hoành là 17 à. Rồi 17 hoành quý vị ơi. Rồi mình cho luôn nhiêu em? Dạ 1 triệu anh. Rồi 1 triệu nha quý vị, bao ship cho quý vị luôn ha. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là số 3. Dành báo số. À, số 3 đây quý vị, tàn cũng rộng quá ha. Cao tầm khoảng 1m6 nhưng quý vị. Tàn rộng, cao 1m6. À, tay cành này quý vị. Cũng đặt hết trơn này ha. Rồi, dừng lại cho cái hoành luôn. Dạ hoành là 24 à. 24 hoành quý vị ơi, mã số 3. Rồi, chính xác ha. Rồi giao luôn như Danh. Dạ mã số 3 này em giao luôn giá 1.5 triệu anh. Rồi 1.5 triệu nha quý vị, bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Rồi mình xuống cây. Mã số tiếp theo số 4 quý vị ơi. Rồi số 4 cao tầm 1m5 nha quý vị. Đó, tay cành em nói ha. Rồi cho cái hoành em nói luôn Danh ơi. Dạ hoành là 18 anh Tấn. Rồi 18 hoành. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ mã số 4 này em giao luôn với 1 triệu anh Tấn. Rồi 1 triệu bao ship cho quý vị luôn. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là số 5 quý vị ơi. Rồi số 5 cao tầm 1m3 nha quý vị. 1m3 nè, tay cành em nói nè quý vị. À. Rồi hoành em nói luôn. Dạ hoành là 20 anh Tấn ơi. Rồi 20 hoành, chính xác quý vị. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ mã số 5 này em giao luôn giá là 700 anh Tấn. Rồi 700 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 6 cao tầm khoảng 1m3 quý vị ơi. 3 ha. Đây tay cành quý vị. À, tay cành gì cũng đều đây ha. Rồi cho cái hoành em nói luôn Danh ơi. Dạ 19 anh Tấn ơi. Rồi 19 hoành quý vị. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ 1.1 triệu anh. Rồi 1.1 triệu bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số 7. Rồi cao tầm 1m4 quý vị ơi. Thiệt đi.
Rồi dừng lại mình cho cái hoành em nó luôn. Dạ hoành là 20. 20 hoành. Rồi giá luôn như em. Dạ 1 triệu anh Tuấn. Rồi 1 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục dạ, là mã số 8. Rồi số 8 cao tầm 1,5 m. Dàn xương quá sáo luôn ha. Rồi tay cành đây quý vị. Rồi cho cái hoành em nó luôn. Dạ hoành là 19 anh Tấn. Rồi 19 nha quý vị. 20 yếu tính 19 nha. Rồi giao luôn nha em. Dạ 1,3 triệu anh Tấn. Rồi 1,3 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số 9. Rồi cao tầm 1,4 m nha quý vị. Đó, tay cạnh đó đây quý vị. Rồi cho cái hoành em nó luôn. Giao hoành 17 em Tướng ơi. 17 hoành. Rồi giao luôn như em. Dạ mà số 9 em giao luôn giá là 700 em Tướng. Rồi 700 ngàn rồi quý vị ơi. Bao ship luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 10. Một cây mai có tàn tựa cây thông ha. Cao tầm 1,5 m nha quý vị. À, tay cạnh em nó ha. Chi cũng đều luôn nha quý vị. Rồi cho cái quan em nó luôn. Dạ 19 anh Tấn. 19 quan. Rồi giao luôn như em. Dạ mã số 10 em giao luôn với giá 1 triệu anh. Rồi 1 triệu quý vị bao ship quý vị luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 11 cao tầm khoảng 1,2 m nha quý vị. Rồi tầm khoảng 1,2 m. Đó, cái đàn cũng rộng nè. Rồi cho cái hoành em nó luôn. Dạ số 10. Dạ hoành là 18 anh. Rồi hoành 18 mình giao luôn như em. Dạ mã số 11 em giao luôn với giá 900. Rồi 900 ngàn bao ship cho quý vị luôn nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số 12 cao tầm 1,5 m nha quý vị ơi. 1,5 m cao. Rồi cho cái quành em nó luôn ha. Dạ hoành là 21 anh tính 20. Rồi 21 tính 20 luôn. Rồi giao luôn như em. Mã số 12 này dạ giá 1 triệu anh Tính. Rồi 1 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 13 quý vị ơi. Rồi cao tầm khoảng 1,2 m nha quý vị. Rồi cho cái hoành em nó luôn. Dạ hoành là 23. 23 hoành. Giá yêu thương luôn. 600 ngàn ha. Dạ, dạ 600 anh. Rồi xuống cây. Mã số 14 cao khoảng tầm 1,3 m quý vị ơi. 1,3 m cao. Rồi tay cành em nó đây. À, mình ra từ từ xuống quý vị xem ha. Đó. Cứ xây vòng vòng xíu nè. Rồi cho cái hoành em nó luôn. Dạ hoành 18. 18 hoành. Rồi báo giá luôn em ơi. Dạ 900 luôn anh ơi. Rồi 900 ngàn. Rồi xuống cây. Mã số 15 khá cao. Rồi tính khoảng 1,6 m nha quý vị. 1,6 m cho chắc nha quý vị. À. À, tay cạnh em nó nè. Cũng khá ha. Rồi cho anh cái hoành luôn.
đâu quanh là 17. Rồi, chính xác 17 luôn. Giao luôn nhiêu em? Dạ giao luôn giá 800 anh. Rồi, 800 ngàn quý vị ơi, bao ship luôn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là 16. Rồi, cao 1m4 quý vị ơi. Đặt lá sạch hết trơn ha. Rồi, cho anh cái hoành luôn. Dạ, hoành là 24 anh. 24 hoành. Giá. Dạ, mã số 16 này em vô giá 800. 800 ngàn quý vị ơi, bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là 17 quý vị ơi. Rồi, 17 thì cao tầm khoảng 1m7 quý vị ơi. 7 ha. Thay cành cũng khá nè quý vị. Rồi, quanh em nói luôn. Dạ, quanh là 20 yếu, em tính 19. Rồi, 19, dạ. 20 yếu một xíu. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Dạ, giao luôn giá 800. 800 ngàn quý vị ơi, bao ship luôn, toàn quốc. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo 19 nè quý vị. Rồi, cây này cao tầm khoảng 1m3. 1m3 nha quý vị. Đó, tay cành em nó ha. Rồi, cho cái quành em nó luôn. Dạ. 19 quành ha. Mã số 19 quành 19 luôn. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ, giao luôn giá 1 triệu anh. Rồi, 1 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 20. Rồi, 20 cao tầm khoảng 1m6 nha quý vị. 6 cao. Rồi, cho cái hoành luôn. Hoành em nói bao nhiêu đây? Hoành là 21 anh. 21. Rồi, chính xác luôn á quý vị. Rồi, giao luôn như em. Giao luôn giá 1 triệu mốt. Rồi, 1 triệu mốt, bao ship quý vị luôn. Rồi, xuống cây. Dạ, mã số 21. Rồi, mã số 21. Rồi, cao khoảng 1m6 quý vị ơi. Được lặt lá cũng sạch rồi ha. Thì mấy cây kia cũng vậy ha quý vị. Thì sau khi quay xong cũng lặt sạch giống như cây này luôn nha quý vị. Để đỡ mất sức cây cho quý vị ha. Rồi, cây này nó có cái điểm lạ lạ trong thân, nó mới nứt nứt cái đó ha, u u à. Rồi, cái hoành em nói luôn. Dạ, hoành là 20. 20 hoành. Giao luôn nhiêu đây em? Dạ, 600 anh. 600 ngàn quý vị ơi, giá cực kỳ yêu thương luôn. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo 22. Rồi, cao 1m5 quý vị ơi. Tay cành cũng đều nè quý vị. Rồi, cho cái quành em nói luôn. Dạ, quành là 16. 16 quành. Dạ luôn nhiêu em? Dạ, 900 anh. 900 ngàn, bảo ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là 23. Rồi, cao khoảng 1m5 quý vị ơi. Rồi, tay cành em nó đây. Tay cành chia cũng đều nè ha quý vị. Rồi, hoành em nó luôn. Dạ, hoành là 17. Rồi, chính xác. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ, 1 triệu mốt anh. Rồi, 1 triệu mốt. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 24, cũng là mã số cuối của clip nha quý vị. Thì quý vị ơi, trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ nhanh tay alo cho Danh ha. Rồi, quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Rồi, mình tiếp tục qua chiều cao của cây 24 này, cao khoảng 1m4 nha quý vị. Cắt đĩa rất là đẹp rồi nè. Đó.
Rồi cho cái hoành em nói luôn ha. Dạ hoành là 20 anh. 20 hoành. Rồi giáo luôn nhiêu em? Dạ cây 24 này em giao luôn giá 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi video mình kết thúc tại đây nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi cuối lời em muốn nói gì không Danh? Dạ mong quý cô chú anh chị xem clip và ủng hộ em. Dạ em cảm ơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau nha.